在年月中心暖万次被抱拥，心里话能在你笑容看得到。漫长路中多远路你伴我冲，多晚大门没闭上仍会等我。从未在意你在旁，从前未懂着紧，未懂用心中我亦用下放任。谁在算算未完，原来越懂付出越懂幸福总不可取，提示你抬头望他转眼愿意越过他，心里话能在你眼神看得到。在长夜中牵挂着我没放松，想我若成受挫折谁会心痛。巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴巴Vừa nhìn sơ có biết giả rồi. Bé ba, giỏi lắm. Còn Phát Đạt là ai? Con trai của bác Lâm đó. Cảnh sát. Bé ba Châu đang giúp em bắt cướp mà nói với đạo diễn đang làm việc, đứng ngoài đường mà nói trên mạng, đúng là vua lừa bịp. Sáng hôm nay trước khi tôi tới thay ca, tôi đi tìm anh ba lấy về hai miếng trốn vàng đó. Chính bởi vì giúp cô bắt cướp cho nên là rớt mất. Nói mất hai miếng, sao không nói mất 10 miếng luôn đi? Để được bồi thường. Bây giờ ba cho con tiền con đi học đại học, không phải ba cho con tiền con tới mấy cái vũ trường nhảy nhót. Chọc cho ba giận, hai chị có bốn cái dài cũng gánh không nổi đâu. Ba chỉ nghĩ tới sự kiện của ba thôi mà, đúng không? Em thật là quá đáng mà. Chúng ta mở cửa tiệm cầm đồ á, cầm đồ chuột đồ rất bình thường, nhưng có vài thứ chẳng hạn như thời gian, tốn bao nhiêu tiền cũng đâu có chuột lại được. Tâm huyết cả đời của ba đều đặt hết vào chị em con với lại anh hai. Tại vì chúng ta đều là bảo vật vô giá của ba. Ba, chào ba. Ồ, chào con bé ba. Ba thật thức dậy sớm, bữa sáng nào cũng ngon. Thôi đừng có nịnh ba nữa, mau đi rửa mặt đi. Chào ba buổi sáng. Ồ, chào bé Tư. Trứng chia sữa tươi, tuyệt. Lâu lắm chắc bữa sáng ba nấu, con vui quá đi ba. Đừng có nịnh ba nữa, con thích ăn thì ngày nào con cũng được ăn. Con sẽ đánh răng rửa mặt ngay. Ừ, được rồi, đi đi con. Chỉ cần phẩm chất con cái tốt, không phải đa nghề cũng vẫn tốt. Chào chị ba. Chào bé Tư. Nè nè nè, đừng có lề mề nữa các con, mau ra đây, nếu không thức ăn nguội hết bây giờ. Rồi, tới rồi. Chào ba. Chào Nguyễn Nhàn. Chào chị hai. Chào bé ba bé Tư. Ý, chị hai à, chị ăn lòng trắng thôi hả? Ly này không cần nói, nhìn là biết ngay, sữa không đường phải không? Chị đang giảm cân mà. Đồ ăn sáng ba nấu đúng thật là rất ngon. Nhưng mà nếu như hôm nào đó có thể đổi khẩu vị, ví dụ là cháo thì tốt hơn. Sáng sớm ngày mai ba sẽ nấu cháo trắng cho tụi con ăn. Cảm ơn ba. Ủa bé Tư, tối hôm qua con ngủ không ngon hả? Vẫn còn lệch múi giờ chứ gì, cả đêm lăn qua lăn lại chứ gì. Không phải, tối qua con phải lên mạng tìm việc làm. Không tin đó chị ba đi, chị ba có thể làm chứng. Vậy em tìm được công việc gì rồi? Đó là người quảng cáo tuyên truyền cho mảng phim 3D của kênh truyền hình New View. Vừa nghe là đã biết công việc đó tụi về em rồi. Chỉ cần công việc hợp với con, con có thể phát huy là công việc chính đáng thì ba nhất định sẽ ủng hộ. Bé Tư, mới bắt đầu đừng chọn công việc chất giả quá nghe con, ba sót lắm rồi. Con biết rồi ba, con sẽ chọn thiệt kỹ. Đúng vậy, em là người lớn mà ha. Hai đứa ăn xong chưa? Chị phải dọn chén điện. Thôi thôi, con cứ lên công ty đi, để ba dọn cho. Cảm ơn ba. Để con dọn. Thôi thôi con.
Con đi làm đi, để ba dọn. Cảm ơn ba nhiều. Để con dọn cho. Được, dọn đi con. Hả? Bây giờ con vẫn chưa tìm được việc làm thì phải làm việc nhà chút chứ đừng nên lười biếng quá. Rót ly trà cho ba đi. Anh Văn, chào. Chào anh Lâm. Chà, lại đi mua hàng rẻ hả? Đúng vậy đó. Thì ở chỗ này bán mua 2 được tặng 1. Ê, tính ra thì mỗi hộp có 10 đồng chín à. Ê, đúng là rẻ thiệt. Càng ngày anh càng biết tính toán nha. Vậy món nợ tối hôm qua anh tính sao đây? Nồi bào ngư đó đúng ra có 4 con ha, tự nhiên biến thành 3 con. 4 người làm sao chia? Hả? Thật sự mới dễ chia. Đúng rồi, thiệt là khó chia. Tối qua con trai tôi vô duyên vô cớ bị đánh một trận, làm ơn còn mắc quán. Tôi phải dùng hết hơn nửa bình rượu thuốc gia truyền so cho nó. Ê, anh nói coi nên tính làm sao đây? Bị nặng vậy sao? Anh nghĩ là bị nhẹ hả? Cầm đồ. Đáng giá lắm đó. Sao đây, muốn cầm nhiêu? Cầm hết giá luôn. Alo. Đúng vậy á, đang cầm đồng hồ. Khoảng nửa tiếng sau, đợi bến tàu nghe. Vậy đi. Con trai à, con không thể đem đồng hồ má con đi cầm được. Đồng hồ của má con để lại cho con làm kỷ niệm mà con không thể đem cầm đồng hồ của má con được. Đồng hồ đó của má là để cho con, đó là đồng hồ phụ nữ, con không thể đeo được. Vậy để lại làm gì? Đừng phiền con nữa. Không phải con à, những thứ trong nhà có thể cầm được con đã cầm hết rồi. Nhưng mà cái đồng hồ này á, lúc má còn lâm chung, nó đã căn dặn ba là kêu ba cho dù thế nào cũng giữ lại cho con làm kỷ niệm. Con đem nó cầm là có lỗi với má của con đó. Trời ơi. Ê, trời ơi, con phải đi Ma Cao kiếm được nhiều tiền. Rồi con sẽ chuộc nó lại mà. Không cần phải chuộc đâu. Đồng hồ này là hàng nhái, không có đáng giá, không có nhận. Hàng nhái gì chứ? Có nghĩa là vỏ ngoài là hàng thật, linh kiện ở bên trong thì là giả, vốn không phải là linh kiện chính hãng. Đem về đi không có cầm đâu. Ba có lộn vậy? Thứ rác rưởi mà còn giữ lại con là bảo bối, phí thời gian của con. Con à, con đừng có đánh bài cá độ nữa, 10 ván cứ thua chín rồi. Trời ơi, Thành. Sao rồi? Hả? Hả? Không sao chứ chú Phát? Chú Ba Văn có sao không? Hả? Cảm ơn chú, tôi không sao. Không sao chứ? Con trai chú thật là quá đáng. Những thứ đáng giá trong nhà cầm được đều bị nó đem đi cầm hết rồi. Cái đồng hồ này trước lúc má nó mất kêu tôi cho dù thế nào cũng phải giữ cho nó làm kỷ niệm. Cũng may là không đáng giá. Gì mà không đáng giá? Ít ra cũng đáng giá 20.000 nữa. Hả? Đây là đồng hồ rất là tốt, nó là hàng chính hãng. Với chú mà nói, nó thật là vô giá đó. Chú giữ nó cho kỹ đó nghe không? Nhớ đừng làm mất nó đó. Cảm ơn chú nghe chú Ba Văn. Có gì đâu. Cảm ơn. Có mối làm ăn lại không làm ha. Hèn gì người ta nói anh không biết tính toán làm ăn mà. Có thằng con trai không nên thân thảm lắm rồi. Giúp được thì giúp thôi. Anh Lâm à, không phải người nào cũng tốt xấu giống như anh đâu. Có con trai ngoan vậy đó. Ba đứa con đó của anh hả, cũng rất hiếu thảo với anh mà. Phải ha. Bây giờ anh sắp được nở mặt rồi. Anh tốt số nhất rồi. Thằng Phát Đạt thường hay nói mua nhà mới cho anh ở mà. Nè, anh cũng vậy thôi. Ba đứa con của anh tụi nó mỗi tháng đều tự động đưa tiền sinh hoạt cho anh xài. Anh tốt hơn tôi. Được rồi anh Ben, 21 tay anh phải quay cảnh cảnh sát bắt cướp. Ở sở cảnh sát 4 ngày là làm được thôi. Anh đã sắp xếp 14 người làm ở công viên Cửu Long rồi. Chỗ chính phủ không thể đổi được. Anh tự đi bàn với đạo diễn đi. Vậy đi ha. Bye. Sao vậy em gái? Có thể giúp được gì cho em đây? Anh Phát Đạt, em đang theo dự phỏng vấn sếp với madam đó. Có một cảnh cần phải quay ở đường hầm. Đường hầm nào mới dễ được phê chuẩn với anh? Ở đường hầm Mã Yên dễ được phê chuẩn nhất. Em liên lạc với Tê La. Hai người qua bệnh ở nhà quản lý nghiệp vụ giải trí và điện ảnh, bàn bạc với họ là được rồi. Có anh Phát Đạt là xong hết à. Cảm ơn anh. Không cần cảnh sáo. Nếu không thì đâu có bánh trứng mà ăn. Chà, anh cụ cải, có gì mà dò đầu vậy? Công chúa giá đáo hài muốn tìm ngọn núi để tam công chúa nhảy xuống đòi treo dây cáp, vì không được thấy cây đi đâu tìm chứ. Tôi mỏm đá làm điền là được rồi. Ở đó cảnh núi đẹp, lại có chỗ treo dây cáp,
về nhà ghép vô là được rồi. Đúng rồi. Nè, chuyện về nhà ghép hình lại, anh đừng nói cho ai biết. Anh biết đạo diễn rồi đó, rất là nhỏ mọn, không vui sẽ không cho anh quay phim okay, đâu. Ok ok, à, tôi sẽ làm liền. Nè, anh đừng có nôn nóng. Sao vậy? Bây giờ anh báo cáo sẽ bắt anh đi tìm cái này cái nọ, tới lúc đó tới lượt anh nhảy núi cho coi. Đợi 2-3 ngày nữa, đôi khi là họ quá gấp, nói cái gì họ cũng phải nghe hết. Cái đầu thì là bao lẹ đó, quả nhiên biết nhiều chiêu. Giải thưởng nhân viên xuất sắc năm nay tôi nhất định đề cử anh. Không cần đâu. Làm việc đi. Xin hỏi đạo diễn Minh Mập có thể giúp gì cho anh? Làm phát, làm ăn kiểu gì vậy? Chúng tôi ngừng quay phim rồi. Hả? Sao rồi? Đạo diễn Minh Mập, à, xin chào. Anh đã nói là bàn chuyện rõ ràng với chủ nhà rồi mà. Tôi đã nói rồi, phải quay cả ngày, quay cả ngày. Bây giờ chỉ mới quay 2 tiếng thôi, đã kêu tôi ngừng quay rồi. Bắt tôi dẫn cả đoàn về nhà nằm ngủ hả? Toàn bộ kế hoạch trước đây đều hủy bỏ hết sao? Ai chịu trách nhiệm đây hả? Đạo diễn Minh Mập à, anh bình tĩnh một chút, tôi sẽ bàn bạc lại với chủ nhà ha. Nhanh lên, nhanh lên. Chào ông Trịnh. Ê, chính là cậu, cậu nói với tôi. Nè ông Trịnh, đừng có tức giận, đừng có tức giận mà. Chúng ta đã nói rồi sẽ cho chúng tôi quay tới 7 giờ tối với giá 1.000 đồng. Bao tiền điện ông còn nói, rất hy vọng có thể nhanh chóng được xem bằng chứng thép 4 mà. Vậy á, cậu cũng chỉ nói với tôi, các nhân viên pháp chứng sẽ tới nhà tôi thu chứng cứ. Không nói là sẽ đốt xác mà. Cậu đi theo tôi. Không phải chứ. Này cậu nhìn đi. Ôi trời. Đạo diễn ơi, khi nào mới quay vậy? Tôi rất là ngứa. Tôi cũng rất muốn biết đó. Nằm xuống. Đốt xác đó anh hai. Cậu cũng nói tần suất khán giả của TBB rất là cao mà. Làm sao nhà tôi bán được đây hả? Các người làm ơn đi cho lẹ. Ông Trịnh, ông bình tĩnh lại một chút đi ha. Tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn ha. Đạo diễn Minh Mập, sao hôm nay tự nhiên có thêm xác chết vậy? Thêm vào xác chết sẽ không có hay đâu. Người thêm vào xác chết đó không phải là tôi, mà là biên kịch đó. Tối qua biên kịch mới nói thêm vào xác chết này. Nhà sản xuất đồng ý rồi, cậu nói chuyện với nhà sản xuất đi. Nè, mau thu dọn đồ đi mau. Vậy làm sao chúng tôi quay tiếp đây? Được. Ông Trịnh, nếu chúng tôi rời khỏi đây ngay, ông không thu tiền phải không? Nè, các người chịu đi khỏi đây, tôi thấy mừng không kịp nữa đó. Đi. Nè, đạo diễn Minh Mập, đồ quay phim hôm nay, tối nay có thể tăng ca 2 tiếng được không? Tôi thì được rồi, cậu có địa điểm không? Quay cảnh chết cháy đó. Được. Nè, cho dù xác chết cháy, xác tôi rửa hay là cương thi gì cũng được hết. Có thật không? Tôi nói được là được mà, yên tâm đi. Nè, mau, dọn về nhà đi, dọn về nhà tôi. Đạo diễn ơi, tôi ngứa quá, tôi có thể tẩy trang được chưa? Ngứa chết cũng không được tẩy trang. Nè, làm ơn dọn dùm đi mau. Nè, dùng khăn lông che lại đi. Tụi mình đi ha, ngoan nha. Tìm cầm đồ Quảng Đức. Không sao đâu, quan trọng nhất là thu được tiền. Dù gì nhà đã bị mua rồi, cần gì để ý nhiều, họ muốn quay sao cũng được. Được, công việc quan trọng mà. Được rồi, lát nữa gặp. Nè, anh Văn. Ê, anh này anh nọ rất nguy hiểm, sao đây? Muốn tăng ca sớm hay ngày mai xin nghỉ đi? Không phải. Tại bạn của thằng Phát á, có quen một người bạn giới thiệu cho nó một căn nhà rất đẹp ở Thuyên Loan Tây. Tôi và thằng Phát đã xem rồi, hai cha con đều thích đó. Chỗ đó làm sao? 3 phòng 1 sảnh, hơn 65 mét vuông, xung quanh yên tĩnh, giao thông thì lại thuận lợi nữa. Chỉ có 4.2 triệu hả? Chà, vậy cũng được quá chứ. Phải đó, tôi và thằng Phát đã quyết định mua rồi. Hẹn ông chủ nhà tối nay đi gặp mặt, hy vọng ổng giảm giá một chút. Không ngờ thằng Phát vừa mới gọi điện về, nó nói tối nay trễ một chút nó mới tới. Ồ, cho nên muốn tôi thay mặt nó đi trả giá với chủ nhà, giảm được nhiều hay nhiều, đúng không? Đúng rồi. Chà, vậy anh tìm đúng người rồi đó. Nhớ năm xưa vì tôi muốn mấy đứa con sống thoải mái hơn, cũng đã từng bôn ba khắp nơi, dọn nhà cũng nhiều lần lắm rồi. Cho nên anh tìm tôi ra tay gọi anh tiếng Anh Văn quả thật giá trị quá. Muốn giảm 80-90 ngàn không thành vấn đề đâu. Ồ, hay quá anh Văn. Vậy nhờ anh hết nghe. Thôi được rồi, lát nữa anh nhớ. Không cần phải nói gì hết, tôi nói gì anh cứ đúng vậy là được rồi. Đúng vậy. Khoan đã. Ông mà, có vài vấn đề tôi nghĩ hoài mà không hiểu. Đúng vậy. Không hiểu ở chỗ nào? Không hiểu tại sao căn nhà này lại đáng giá 4.2 triệu. Tôi không hiểu ý của ông. Ông nói tuổi của căn nhà này là 12 năm, thật ra tôi thấy giống 24 năm hơn. Không gian chính giữa này nè, không rộng, không ngay, quá nhiều góc cảnh, thật sự không dễ sắp xếp đồ. Còn chỗ này, chỗ khó chịu nhất nè, đèn chùm ở trên nóc nhà, thật rất là khó chịu nha. Đúng vậy. Nè,
chúng ta nói phong thủy đi. Mời, mời qua đây. À, nè, với phương hướng của nhà ông là tọa nam hướng bắc. Trời lạnh là tuyệt đối không được mở cửa sổ, gió bắc mà thổi vào lạnh như băng luôn đó. Mùa hè càng tệ hơn, cho dù toàn bộ cửa sổ đều mở hết, vị trí như vậy hoàn toàn không có gió. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về môi trường nha, ở gần chỗ này không có siêu thị nào hết, và cũng không có cửa hàng tạp hóa nào gần đây hết. Ông thấy bất tiện cỡ nào? Nhưng mà quán bar, nhà hàng, tiệm thức ăn nhanh cái gì cũng có, rất tiện lợi mà. Tiện lợi cho chuột dán ra vào nhà ông thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Nè, tôi là người trung gian, cha con của họ đó đang muốn chuyển nhà gấp. Ông cũng muốn bán nhà gấp, hay là mỗi bên nhường bước, ông đồng ý bớt đãi cho họ 100 ngàn, vừa tiết kiệm tiền hoa hồng, cả hai người ai cũng có lợi. Alo, à phải, à phải, à, sao rồi hả? Vậy được đó, à, xem ra có thể hạ giá nữa. Dạ được, vậy 4.115.000, tôi bán nhà cho anh nha. 4.115.000, trời ơi, tôi trả thêm 10.000. Ông Mã, khách của tôi tăng lên 4.160.000. Ông giữ tiền xài đi. Không phải đâu ông Mã. Cái miệng con hôi lắm, đi khám bác sĩ đi được không? Hả? Đi. Ông Mã, chúng ta có thể thương lượng mà ông Mã. Có gì mà thương lượng chứ, đi. Ông Mã, chào ông, thật xin lỗi tôi có việc tới trễ. Không cần tới nữa, nhà có người mua rồi. Hả? Chề tới chề lui, thiệt tình. Tôi sẽ thêm chút nữa có được không? Chú Ba Văn, ba, chuyện gì vậy? Chúng ta bị kẻ gian hãm hại rồi. Trả cho em đi. Chị không trả, chị xem em nói sao với ba đi. Mắc lắm đó, mắc lắm mà chị. Không đừng trả, mà, đừng xem mà. Xem nói sao với ba. Trả đi. Bà bé Tư. Ba, có chuyện gì vậy con? Ba vô đây đi. Ba coi bé Tư kìa, mua biết bao nhiêu là quần áo. Chà, sao con mua nhiều quần áo vậy? Con sắp đi phỏng vấn, đương nhiên phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút chứ. Nhưng mà con cũng đâu cần phải mua đồ lãng phí quá vậy. Chị nói em không nghe, ba nói em nhất định phải nghe đó. Nè, việc của con là tuyên truyền gì á? Từ quảng cáo tuyên truyền cho mảng phim 3D của kênh truyền hình New View. Công việc đó đã có người làm rồi. Hả? Nhưng mà vẫn còn 4 công việc khác đang đợi con. Vẫn còn 4 công việc khác đang đợi con à? Ừ, phỏng vấn thành công rồi hẳn nói nha. Cho nên con đã chuẩn bị 4 bộ đồ khác nhau để đi phỏng vấn, toàn lực xuất kích. Nè con, 4 loại phong cách đó có phải hư quá không? Phải phỏng vấn 4 việc làm khác nhau mà. Bộ này là nhân viên thực tập, làm ở phòng hành chính của một công ty lớn, tất nhiên phải mặc bộ đồ tây mới thấy tính chuyên nghiệp. Còn nữa, bộ này là trợ lý giáo viên trung học, cô nói muốn giúp cổ dạy mỹ thuật, cần người hoạt bát, năng động một chút. Còn bộ này nữa là nhân viên sơ cấp của một công ty quảng cáo, làm việc sáng tạo, chỉ cần phải mặc vào một bộ đồ có sáng tạo một chút mà. Còn công việc cuối cùng là của trung tâm nghệ thuật, tổ chức hoạt động, làm sự kiện, đương nhiên phải có phong cách mới có sức thuyết phục chứ. Phong cách? Tất cả điều này đều do bé Tư mới vừa nói. Chà, cái kiểu của con á, gọi là chưa học cách kiếm tiền đã học cách tiêu tiền rồi. Đáng để xài. Ba coi, chị ba cũng có thể mặc mà. Cầm lấy, chị xem, rất là vừa. Dài không dài, ngắn không ngắn. Làm bể đồ rồi hả Quỷ Nhàn? Là nước dưỡng da của con. Nó chứa 12 loại khoáng chất rất tốt cho làn da mắt lắm đó. Sao chị bất cẩn dữ vậy? Không phải tại chị, tại bé Tư đó. Liên quan gì tới em? Tối qua em mượn dùng xong không chịu dặn nắp chặt. Chị vừa cầm lên nó đã rớt xuống đất rồi. Trước khi cầm lên chị phải nhìn kỹ chứ. Là tại em chưa dặn nắp chặt đã để xuống bàn mà. Lúc dùng thì cười hi hi rồi để đại xuống bàn. Em có bất cẩn thật nhưng chị cũng có trách nhiệm. Em trời bỏ đi. Dù sao cũng bể rồi mà. Đúng đó. Hay làm vậy đi, để ba mua chai mới về cho con hả? Không phải vấn đề mua hay không mua đâu ba. Con chỉ tiếc chị đã lãng phí nước dinh dưỡng đó thôi. Chai nước dinh dưỡng đó chỉ còn một chút như vậy thôi. Còn thôi đi, phạm lỗi rồi còn cãi lại biết lễ nghĩa là gì không? Bé Tư thì thật sự cần dạy dỗ thêm nữa mới được. Thôi vậy đi, ba sẽ trừ dần vào tiền tiêu vặt của con, lấy tiền đó mua chai khác cho chị hai con. Nếu ba nghĩ rằng mua chai khác sẽ yên tâm hơn, vậy thì tùy ba. Chai nước dinh dưỡng đó tới 1.000 đồng lận. Hả? Nếu con mắc như vậy á thì em đâu lấy đồ của chị hai dùng. Là
kìa anh Quy. Thằng Quy hả? Sao rồi? À được rồi, 7 giờ. Để em nghe mà. Alo, anh hai. Dạ phải. Em đã mua xong hoa kỳ từ Canada đem về nhà làm quà cho anh nè. Anh ở Tự Ngãi, đừng quên mua quà cho em nha. Anh hai à, em là bé Ba nè. Nè, không cần mua gì cho em hết, nhưng anh nhớ là phải chụp cho em thật nhiều hình đĩa bay ở trung tâm văn hóa Thế Bác nha. Trời ơi, đừng nói ba chuyện vô bộ đó. À Huy hả, ba xem dự báo thời tiết có thấy Thượng Hải thời tiết trở lạnh, còn nhớ phải mặc thêm áo lạnh nha con. Ờ, vậy là còn nữa, từ chỗ con ra tới sân bay hình như xa lắm nè con. Con thức dậy sớm đi, sớm chút mới kịp. Ba còn chuyện quan trọng là muốn nói với con nữa nè con. Con chưa nói chuyện với anh mà. Xem Nancy, đã viết xong kế hoạch của Thịnh Vĩnh Sương chưa? Còn một chút nữa. Sắp xong rồi. Viết xong thì đưa tôi liền nha. Hôm nay tôi sẽ về sớm một chút, tới sân bay đón ông xã tôi. Chồng chị đi công tác mới về, 2 ngày nữa chắc không cần tăng ca. Làm xong dự án Thịnh Vĩnh Sương rồi hãy tính. Ê, dừng anh đi. Cuối cùng Thịnh Vĩnh Sương cũng gọi rồi. Công ty mở rộng thị trường xin nghe. Chào, làm phiền cho gặp Wendy không? Cô về tới phòng tuyên truyền dự họp rồi. Tôi chuyển máy cho cô nha. 1, 2, 3. Bộ phận tuyên truyền xin nghe. Chưa gặp Wendy không? À, cô tìm cô Ôn phải không? Cô ấy đã vào văn phòng CEO. Tôi chuyển máy cho cô. 1, 2, 3. Văn phòng Wendy Ôn đây. Làm ơn chưa gặp Wendy Ôn. Tôi là thư ký riêng của cô Ôn. Cho hỏi có chuyện gì? Thịnh Vĩnh Sương đây. Được, cô đợi một chút, tôi chuyển máy cho cô. 1, 2, 3. Tôi quên đi đây. Tôi là Susan, thư ký của tổng giám đốc Gary Thịnh Vĩnh Sương. 2 giờ rưỡi hôm nay Gary có thời gian. Cô có thể đến đây để báo giá không? À, 2 giờ rưỡi hả? Để tôi xem lại lịch trước đã. 4 giờ. 5 giờ rưỡi phải gặp khách hàng. À được rồi, vậy thì 2 giờ rưỡi. Cảm ơn, bye bye. Yeah! Tôi đã chuẩn bị cả tháng trời, cuối cùng cũng được gặp rồi. Vậy là ba chúng ta đi. Một mình tôi là được. Tôi chỉ cần gặp được Gary báo giá một lần, không 10 phần cũng 8 phần thành công. Được, tôi lập tức chuyển tài liệu cho chị. Nhưng 7 giờ chị phải ra sân bay đó. Gặp ông ta xong còn kịp uống trà nữa kìa. Lỗi cô, bây giờ đã 4 giờ, tôi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi cũng không hiểu sao ông chủ gặp lâu như vậy. Vậy cô có đợi không? Đợi. Đã tới, đương nhiên phải đợi chứ. Đã 5 giờ rồi, cho hỏi Gary có biết tôi đang đợi không? Đã hẹn tới, đương nhiên là biết. Vậy cô có đợi không? Đợi. Nếu như không thể đợi, vậy thì hẹn lần khác vậy. Không phải, tôi chỉ muốn đi vệ sinh. Gary, họp xong rồi hả? Họp xong rồi, đi rồi. Đi rồi? Ông chủ ra không thấy cô đâu, vừa mới đi đó. Hẹn cô lần khác vậy. Thank you.
Gary. Xin lỗi ông, tôi là Wendy bên mở rộng thị trường. Tôi đợi ông hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Có thể cho tôi thêm cơ hội báo giá có được không? Nhưng mà tôi chuẩn bị ra sân bay. Tôi cũng ra sân bay nè. Tôi sẽ báo giá trên xe. Được rồi. Cảm ơn. Để mở rộng thị trường, loại format của đại lý bên ông có hiệu quả, chúng tôi ngoài việc tìm hiểu khuynh hướng thị trường còn làm một bản điều tra đặc biệt. Hiện nay trên thị trường có 4 nhãn hiệu đang được ưa chuộng nhất. Đó là... Không phải chứ, đứng máy rồi. Vậy là không thể báo giá nữa rồi. Được 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 được, nhanh thôi nhanh thôi. Tôi tắt máy rồi mở máy lại, khởi động nhanh thôi mà. Được rồi, ông thấy chưa? Được rồi đó. Hả? Được mà, nhanh thôi nhanh thôi. Chắc là nút tắt mở bị lỏng rồi. Để tôi nhấn lại xem sao. Mau lên đi. Xin lỗi nha. Cậu xin mày mà. Nhanh thôi nhanh thôi. Đợi một lát đi nha. Mau lên đi. Được rồi nè, chúng ta tiếp tục đi. Không cần đâu, tôi đã tới nơi rồi. Cô hẹn lại với thư ký của tôi đi. Đây là đâu vậy? Sân bay. Tôi có hẹn ăn cơm với bạn gái tôi. Tôi sẽ tới đó bằng máy bay riêng. Sân bay gì đây? Sân bay Thạch Cương. Hả? Ông xã. Có xe nào không vậy? Khi đèn thông báo về an toàn tắt thì có thể mở tủ hành lý phía trên. Cẩn thận hành lý rơi xuống. Xin hãy mang hết hành lý. Hy vọng còn có cơ hội phục vụ cho quý khách. Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ. Để tôi lấy giùm cô. Để tôi. Vậy thì ngại lắm. Để tôi giúp cô. Không cần, để tôi làm cho. Để tôi làm cho mà. Nè nè. Để tôi làm cho. Để tôi. Trời ơi, nặng lắm đó. Để tôi giúp cho. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó. Tôi lấy được rồi mà. Được rồi. Đi. Cẩn thận đó. Để tôi. Thôi nghe. Để tôi giúp cho. Đây. Cảm ơn anh. Không có gì. Alo bà xã, anh tới rồi. Em cũng ở sân bay nè. Vậy đợi anh chút. Không cần đợi nữa, em ở sân bay Thạch Cương. Hả? Sao lại tới đó? Nhắc tới là nổi điên rồi, lại không đón được xe nữa nè. Làm ơn. Xin lỗi. Em đừng có giận nữa. Vậy đi, em đừng tới nữa. Anh tự lái xe về nhà, chút nữa gặp ở nhà. Được rồi, bye bye. Bye bye. Mọi người đang đợi anh về mới ăn cơm. Được, chút nữa gặp, bye bye. Sao rồi? Anh Hai đã lấy hành lý rồi. Oh. Vậy mấy giờ anh mới về tới nhà? Bây giờ là 7 giờ. Bây giờ 7 giờ. Anh Hai lấy hành lý xong, ra bãi xe lấy xe khoảng chừng 7 giờ 20 phút. Nếu như trên đường không bị kẹt xe, chắc là khoảng hơn 8 giờ, có thể về tới nhà rồi. Vừa đủ, món gà xì dầu của ba hầm hơn tiếng nữa thì càng thấm. mà nè, chút nữa mấy đứa phải nhường đùi gà cho anh Hai ăn, nó có biết không? Ma thì là thiên vị nha. Cái gì mà thiên vị? Bà con nấu món sò hầm tiêu mà con thích ăn đó. Với lại món mà bé ba thích ăn nhất, thịt chua ngọt. Với lại món cá bông mú chưng mà chị dâu con dặn nữa. Đặc biệt còn có món cả nhà chúng ta thích ăn, bào ngư sốt nước bào ngư. Ba đâu có thiên vị đâu. Ba con không thiên vị, ba con chỉ có tình thương dân tràn trong tim thôi. Vậy thì còn được. Xin lỗi. Không có gì, không có gì. Cô à, cô không sao chứ? Tôi cảm thấy có người theo dõi tôi. Tôi làm nghề buôn bán châu báu. Hay là bọn họ biết trong hành lý của tôi có hàng, cho nên định cướp hàng của tôi. Cô yên tâm, Hồng Kông là xã hội có luật pháp, họ không dám làm bậy đâu. Tôi đưa cô ra xe. Thật ra thì tôi đang đợi xe tới đón.
À, tới rồi. Nè, đi xe. Đứng lại. Cảnh sát. Nè, cảnh sát đi. Anh hai chắc là bây giờ đã qua khỏi cầu Thanh Mã, sau đó lại đi qua đường hầm Trường Thanh, đang trên quốc lộ số 3, trong 10 phút nữa sẽ về tới. Chị hai đang ở đâu? À, không cần mua thêm thức ăn, bà đã nấu rất nhiều món ngon. Được, lát gặp lại, bye bye. Ủa, chị hai con mới tới sân bay đón anh hai con sao? Chị hai đi gặp khách hàng nên không tới sân bay kịp, nên chị ấy về thẳng nhà luôn. Hả? Chuyện gì vậy? Ờ, cảm ơn. Anh hai bây giờ đang ở sở cảnh sát. Cảnh sát? Sao bà lâu quá vậy? Bé bà. Nghe nói người mà bắt thằng Huy về có biệt danh là Sếp Rồ, bị Sếp Rồ bắt về có phải là nghiêm trọng lắm không? Tra hỏi theo trình tự thôi mà, không có gì đâu. Bé bà, hay là em tới hỏi họ đi, tại sao lại bắt anh Huy vậy? Sao anh có thể phạm pháp được chứ? Lúc nãy họ nói á, anh hai chỉ hỗ trợ điều tra thôi, không cần phải lo lắng quá. Anh hai kìa. Ba. Ông xã. Huy. Ông xã. Ba rồi. Có gì? Mọi người đều tới hả? Sao rồi? Phải đó. Thưa sếp, cho hỏi. Cô là ai vậy? Dạ thưa sếp, cô đang làm việc ở sở cảnh sát Dương Giác, là em gái Cao Quy Đình. Chúng tôi đã theo dõi vụ án hàng giả, thế nhưng nguồn tin nhận được có một lượng hàng giả vận chuyển lậu vào Hồng Kông, cho nên chúng tôi đến sân bay bố trí lực lượng cảnh sát định bắt trọn ổ bọn chúng. Không ngờ ở sân bay thế anh hai của cô đi chung với nghi phạm. Chồng tôi là người tốt, anh không có phạm pháp đâu. Phải đâu sếp, con trai tôi là đứa thật thà nhất, qua đường mà đèn xanh chưa bật nó không có dám đi. Cậu làm ơn điều tra rõ giùm đi. Yên tâm đi, chúng tôi đã hỏi rõ rồi, không liên quan tới ảnh. Anh có thể về. Cảm ơn sếp. Qua đây. Cảm ơn nhiều. Huy à, sao tự nhiên cái không con đi chung với nghi phạm chỉ vậy? Con cũng đâu biết đâu. Cô ta nói là buôn bán vàng bạc, ai ngờ cô ta lợi dụng con để che mắt người khác. Thì ra nghi phạm là con gái. Con cũng không biết tại sao lại tin nữa. Em hiểu nè. Tại sao? Đẹp, gợi cảm mà. Thôi được rồi, được rồi. Nè, con đi rửa mặt đi. Ba đi xuống bếp hâm lại đồ ăn là có thể ăn cơm được rồi. Ba, con không ăn, con không muốn ăn. Bà xã. Em đừng vậy mà. Không phải như em nghĩ đâu. Là em nói cô ta gợi cảm, chứ anh đâu thấy cái gì đâu. Anh không cần phải chối. Người đàn ông háo sắc đều giống như anh. Thấy người ta mặc thiếu giải là chết mê chết mẩn. Tên ba anh là gì cũng không nhớ. Không có, cô ta có mặc. Có mặc áo khoác mà. Phải đó, lúc nãy còn ở sở em cũng thấy cô gái đó tay cầm cái áo khoác mà. Có mặc áo khoác mà đã như vậy rồi, nếu không mặc thì cỡ nào nữa. Tin anh đi mà. Ôi da, có sao không vậy? Trời ơi, Quỷ Nhàn, con bình tĩnh lại ha, bình tĩnh lại đi con. Nếu bình tĩnh được thì đã không nói quan cho ảnh rồi. Chị ấy ngang ngược không nói lý mà. Từ. Chị hai à, chị tin anh hai đi. Anh chị tốt bụng giúp làm người thôi. Được rồi, là tôi sai, mọi người hài lòng chưa? Chồng tôi đi ăn dụng, kết quả không thành còn tới sở cảnh sát. Làm người vợ như tôi có cần phải vui mừng, phải tươi cười coi ảnh là anh hùng không? Ấy trời, con trai. Đầu con sao bị sưng vậy? Hồi nãy lúc cảnh sát bắt con, không cẩn thận bị đập đầu. Ba nhắc con mới thấy đau. Trời ơi, ngồi xuống đây đi con. Ngồi xuống mặt. Tôi coi. Trời ơi, ngồi xuống. Anh sao vậy? Hồi nãy sao không nói với mấy sếp? Anh sợ em lo lắng mà. Bây giờ anh còn khó chịu chỗ nào nữa không? Không được rồi, em đưa anh tới bệnh viện. Không cần đâu, thoa rượu thuốc lên là hết thôi mà. Phải đó. Quỷ Nhàn à, con dìu Huy vào phòng đi. Bà lấy rượu thuốc cho con ngay nha. Cảm ơn ba. Mình đi, cẩn thận đó. Đau thì phải la lên chứ, cho người ta kiểm tra. Có thể kiện bọn họ xem người tốt là kẻ xấu, lạm dụng vũ lực mà. Anh ba. Phải, tôi đã chuyển tiền cho anh rồi. Tôi dựa vào giá vàng ngày hôm nay. Anh tự kiểm tra tài khoản đi. Vậy nha, tất cả đều tại con bé Ba Châu. Đừng có để cho mình gặp lại. Thấy trai đẹp là con mắt chớp chớp, dán chặt vào người ta. Bộ dạng của anh đúng là làm mất mỹ quan thành phố. Nếu mà còn nhìn nữa coi chừng nổi lẹo đó. Còn dư được 2 đồng. Đúng lúc thật.
Còn dư lại hai đồng, đúng lúc thật. Anh có nhiều xe vậy sao? Cả hai đều không phải của tôi. Nhưng mà cũng đâu có sao, dù gì cũng đã mất số tiền lớn, thì mấy đồng tiền lẻ này có đáng là gì đâu. Tôi cũng biết những chuyện hại người lợi mình không được làm. Chuyện tôi làm là hại mình lợi người, tích phúc giúp người, nên làm mà, nên làm mà. Xin lỗi nha, hôm nay hại cô mất thu hoạch. Đúng lúc thật phải không? Không trả được nữa hả? Sao lại không tự động tăng tiền đi? À, phải rồi. Muốn tích phúc giúp người, mình cũng phải có phúc mới được chứ. Thưa sếp, là xe sếp à? Ừ. Thành thật xin lỗi thưa sếp. Xin lỗi sếp. Làm rất tốt. Tạm biệt sếp. Nè, cô làm gì vậy? Mở mắt lớn một chút. Cũng may là sếp này hiền. Ơi, nếu có tự động tăng tiền thì tốt quá. Bởi mới nói, muốn giúp người bản thân mình cũng phải xem có phúc hay không. Xin lỗi madam. Tạm biệt madam. Chào anh. Anh tự nhìn đi ha, nhìn đi. Cái sofa này tất cả đều cũ mà còn bẩn nữa. Màu qua cũng không hợp với bối cảnh. Còn nữa nha, anh qua đây qua đây. Anh coi nè, đây là cái gì? Là cái gì? Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng ta là sản xuất chuyên nghiệp, người xem họ rất tinh mắt. Họ sẽ bấm dừng phim lại để xem xét kỹ lưỡng từ chút một. Sau đó sẽ tới mấy khu thảo luận, phòng rửa phim để khiếu nại mình. Tới lúc đó phải làm sao đây? Mau mau đi chỉnh sửa lại hết đi. Ok ok, tôi xử lý liền. Anh Simon. Anh Phát Đạt, hôm nay anh tới đây tiếp thị gì đây? Có thứ tốt nghĩ tới anh thôi. Thứ mà anh thích nhất nè. Bữa ăn tôm hùm thịnh soạn, sắp sửa hết hạn rồi, đạt tới nhóm được giảm nửa giá. Bây giờ tôi làm gì có hứng ăn chứ. Chuyện gì nghiêm trọng quá vậy? Tôi có một tiết mục tên là Cổ xưa làm thời thượng, chuyên giới thiệu về những ngành nghề cổ xưa của Hồng Kông. Tập tiếp theo nói về nghề cầm đồ. Nhưng mà người viết bài á, tìm được nhiều chỗ mà không ai chịu phỏng vấn. Muốn mượn cái chỗ cũng không cho. Anh nghĩ có đau đầu không? Hey, đúng là lần này đau đầu thật. Anh cũng biết là nghề này không thích người ngoài biết tình hình nội bộ cho lắm ha. Nói cũng phải ha. Nhưng mà anh Phát Đạt, không có gì nhiều. Chỉ có bạn bè tôi nghĩ có thể giúp anh chuyện này rồi. Thật không? Ừ. Anh ổn, tôi cũng ổn thôi. À, vậy là mấy phiếu giảm giá thôi mà. Anh giúp tôi thì tôi giúp anh, đồng ý thôi. Coi anh nói kìa, chuyện này anh được lời mà giảm nửa giá. Hình như anh còn lời đó nghe. Đâu có, đâu có. Tìm cầm đồ Quảng Đức. Nói vậy là sao? Ý của thằng Phát là nó muốn trong tiết mục này á giới thiệu những tiệm cầm đồ đã giúp đỡ người khác ra sao. Thật ra cũng là chuyện tốt mà. Giúp anh ta thì đúng hơn. Dẫn cả đám người tới đây quay phim ít nhất cũng phải mất 4-5 tiếng lận. Chà, phải quay lâu dữ vậy sao? Vậy anh có thể vừa nhận lời phỏng vấn vừa làm ăn được mà. Mọi người tới cầm đồ đương nhiên không muốn ai nhìn thấy. Sao chịu lên truyền hình? Ba nói xem, sau này còn dám tới đây nữa không? Chà, vậy tức là phải mất nửa ngày không có làm ăn được gì, vậy đâu có được. À, thôi đi, từ chối giùm tôi đi. Không được, không được. Thằng Phát đang trên đường tới đây đó. Để nó tới rồi coi nói sao cái đã, được không? Tôi cầm đồ. Cầm gì? Tôi cầm 2 miếng rốn vàng, cầm hết giá. Làm gì vậy? Này này nè, còn nhìn nữa, còn nhìn cái gì? Bà bác, cái túi này bà lấy ở đâu ra vậy? Tôi dùng nó để đựng 2 cái miếng rốn vàng đó. 2 miếng rốn vàng đó làm sao bà có chứ? Tôi mới mua, mỗi miếng 1 lượng vàng. Bà đang nói dối. Nè, tôi nhận ra cái túi này có dính cà phê là của tôi, cho nên 2 miếng rốn vàng đó cũng là của tôi. Hả? Ừ, của con. Tức cười thiệt. Hãy là rốn vàng của cậu hết, con tưởng cậu là ai vậy? Bà nghĩ sao? Vậy bà cho tôi biết đi, bà mua ở đâu? Giống con. Xem ra phải điều tra rồi. Tôi đã dành 10 năm rồi đó. Đó, hồi nãy nói là mới mua, bây giờ lại nói để dành 10 năm. Câu nào mới thật đi hả? Bà gì ơi, bà đừng có cố cãi nữa nghe. Phải đó. Thật tức
cười. Chỉ có mấy người biết uống cà phê thôi hả? Tôi không biết uống hả? Có đồ giống nhau không được sao? Trả cho tôi. Nè, đưa đây. Nè, bà nói giống nhau có phải không? Nhiều cái giống vậy hả? Vị trí của vết ố cà phê cũng giống nhau. Trùng hợp đó cũng là màu hồng phấn. Trùng hợp cũng có thêu hoa cúc. Trùng hợp cũng có nút trên miệng túi. Bà bác, nếu tập hợp bốn cái trùng hợp, bà biết khả năng bà nói rất thấp không? Khả năng đó hả? Nói chính xác là số 0. Số 0. Nè, các người đừng có hù nhau ăn hiếp bà già này nha. Chúng tôi không dám. Bà, chúng ta báo cảnh sát đi. Cho cảnh sát dẫn nhân viên pháp chứng tới đây. Đừng có nghĩ tôi không biết nha. Chừng nào có người chết pháp chứng mới tới đó. Phim bằng chứng thép tôi xem rồi, 3 phần tôi xem hết trơn luôn. Nếu bà đã là fan hâm mộ phim bằng chứng thép thì chắc bà đã nghe cái gì là lưới trời lồng lộng không? Ồ, phải đó, phải đó. Thứ nhất, cà phê dính trên đây là cà phê tôi đã uống, là có nước bọt của tôi, có thể đem đi xét nghiệm DNA. Thứ hai, hai miếng rốn vàng đó tôi từng đựng, chứng tỏ ở trên đó có dấu vân tay của tôi rồi. Nè, vân tay cộng với DNA, chứng cứ rành rành đó. Bà già ơi, có phải bà muốn mấy chục tuổi đầu rồi còn bị ngồi tù nữa không? Bà làm như vậy không tù nào tội nghiệp bà đâu. Ê, không biết hai người đó cái gì nữa, không cãi cắt người nữa, coi như tôi xui xẻo đi. Anh, chuyện gì? Anh khẳng định hai miếng rốn vàng này là của anh. Tôi có thể khẳng định một cách rõ ràng là của tôi. Anh có chắc chưa? Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn, ngàn lần vạn lần khẳng định là của Lâm Phát tôi. Vậy được, Lâm Phát. Bây giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án làm đồ trang sức giả. Mời anh theo tôi về sở hợp tác điều tra. Hả? Trải miền như trung tâm luyện mạng chi bị phụ dung xâm lý hoa năng trải nơi siêu dùng hòn đất tối mạng trường lâu trung đo duyên lâu nì bùn ngò trung đo mạng đại môn bụt bay sang nhìn vui tấn ngò chồng nì trải y nì trải phòng chồng chìm nì đông chắc gắn nì đông dùng xâm trung ngò nhịp dùng hạ phong yam sưu cho hơi xin xin lê duyên duyên lòi duyệt tông phụ chất duyệt tông hạnh phúc trong bất khó chơi thay xin lê trói chàng nhẹ trông hiên qua chợt ngò một vòng sông sáng ngò nhập sinh sau cho chết sưu vui sáng.